Những tấm biển chẳng còn phát huy tác dụng, bởi lẽ để hút khách hơn cho các cây cầu vắng vẻ này, không còn cách nào khác là thay đổi mục đích sử dụng. Khi đó, cầu đi bộ không đơn giản chỉ là đi bộ. Và khi máy quay xuất hiện, thì phiên chợ tạm với những gánh hàng rong lại được giải tán nhanh chóng. Nhưng chẳng có gì đảm bảo khi rời đi, nó sẽ không xuất hiện trở lại. Ngoài các cầu vượt bộ hành ở khu vực bệnh viện, trường học bị chiếm dụng, xuống cấp, nhiều công trình cầu vượt khác cũng khá điều hưu, ít người sử dụng. Thường là bọn em đợi đèn ở đây nó chuyển sang đỏ để bọn em đi bộ qua luôn ạ. Chứ bọn em sẽ không, ít khi bọn em đi lên trên kia. Thật ra như thế nhưng mà nó xa hơn nhiều đấy ạ. Có ai bị tai nạn đi qua đây không? Chưa. Thế mình cứ đi thôi. Vâng. Chưa có tai nạn nên nhiều người sẵn sàng bước vào cuộc dạo chơi với tử thần khi chiếc cầu chỉ cách vài chục bước chân. Em thấy nó hơi nhiều bậc thang, nó leo hơi mệt. Đi lên cầu thang cũng đã mất một khoảng thời gian rồi ạ. Đi sang nó lại đi xuống ạ. Em thấy lâu hơn ạ, em thấy lâu hơn, em chọn cách nhanh nhất ạ. Tiết kiệm 5 phút để không phải leo những bậc cầu thang. Nhưng thời gian băng qua đường của những thanh niên này cũng không ngắn đi là mấy khi phải luồn lách giữa dòng phương tiện trong giờ cao điểm. Hôm nay lâu ạ, một lần nhanh hơn ạ. Đi nhanh ra kịp chuyến xe buýt ạ. Vâng, thế là liều ạ. Việc người đi bộ đi sai luật có thể bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Nhưng đến nay, mọi việc lại đâu vào đấy. Hầu như chưa từng có trường hợp xử phạt. Còn người đi bộ tiếp tục cắt đứt dòng xe cộ để qua đường. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là đưa ra những quy định thì dễ. Những xử phạt như thế nào? Ai thực hiện việc xử phạt? Nhiều nước trên thế giới người ta có cả điều hòa, không khí, có cách âm. Hầu như các cầu đi bộ đều có thang máy vận chuyển. Có những cái việc mà hấp dẫn, trang trí nghệ thuật trên cầu, cầu đi bộ dành cho người đi bộ chứ không phải kiếm tiền trên các cầu đi bộ. Kể cả khi được đặt ở những vị trí quan trọng, đông đúc, nhưng người dân vẫn lựa chọn băng qua đường theo cảm tính là đi như vậy sẽ nhanh hơn. Theo ý kiến của những nhà nghiên cứu đô thị, để giải quyết được bài toán về ý thức thì phải thay đổi tiện nghi từ chính những cây cầu. Có cách đó thì chúng mới không bị ngó lơ như đã từng.